Cầu thủ bóng chuyền Việt Nam sẽ rời đội, nhường sức cho Trần Thị Thanh Thúy tới ASEAN 2023 tại Trung Quốc. Thưa quý vị, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ có sự thay đổi về nhân sự trước thềm giải ASEAN 2023 sau khi đội trưởng Trần Thị Thanh Thúy xác nhận chắc chắn góp mặt. Theo quy định từ ban tổ chức ASEAN 2023, các đội tuyển bóng chuyền nam và nữ đều chỉ được đăng ký tối đa 12 vận động viên, tức là ít hơn 2 vận động viên so với các giải đấu khác. Vì thế, trong danh sách 12 vận động viên của tuyển nữ bóng chuyền Việt Nam, phụ công Phạm Thị Hiền sẽ không tham dự ASEAN và người thay thế chính là chủ công Trần Thị Thanh Thúy. Cô sẽ trở về hội quân vào ngày 18 tháng 9 sau khi thi đấu 2 trận cho câu lạc bộ PSU Blue Card của Nhật Bản. Phạm Thị Hiền cao 1m72, là người thấp nhất trong danh sách 4 phụ công của tuyển nữ Việt Nam tham dự ASEAN. Cô thấp hơn nhiều so với Lý Thị Luyến 1m95, Bích Thủy 1m84 và Nguyễn Thị Trinh 1m81. Thế nhưng, nữ tuyển thủ này đã có màn trình diễn ấn tượng, góp công vào hành trình lịch sử của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam ở giải vô địch châu Á 2023 vừa qua. Tuy nhiên, Phạm Thị Hiền chưa có nhiều kinh nghiệm thi đấu quốc tế nên việc huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt thay thế cô bạn Thanh Thúy cũng là điều dễ hiểu. Dẫu vậy, phụ công 24 tuổi vẫn còn rất nhiều cơ hội tham dự đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam ở các giải đấu trong tương lai.